Màu tím tinh vân 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, một loạt những cái phụ kiện từ adapter dây cáp sạc với PC cho tới cục sạc. Và đặc biệt là một cái con chip 730G của Snapdragon Qualcomm nằm ở bên trong cái chiếc hộp của Xiaomi Mi Note 10 Lite. Và trong clip này mình sẽ chia sẻ với anh em. Rồi, và bên trong cái chiếc hộp đen tuyền này thì tất nhiên chúng ta sẽ có cái chiếc Mi Note 10 Lite với điểm nhấn là màu tím tinh vân, theo như là cái cách đặt tên của Xiaomi. Và thực sự thì cái màu tím này rất là đẹp, và cảm giác lần đầu tiên khi cầm thì gợi nhớ khá là nhiều tới những cái chiếc điện thoại trước đây của HTC, cảm giác là vậy. Và mình sẽ để riêng qua một bên và mình sẽ quan tâm tới hai cái điểm khác trên cái chiếc hộp của chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite này, đó chính là một cái ốp lưng bằng nhựa cũng như là một cái cục sạc. Cục sạc có kích thước rất là to và với công suất lên tới là 30W để sạc cho cái viên pin lên tới hơn 5000mAh của cái chiếc Mi Note 10 Lite này. Cảm giác đầu tiên khi mà cầm trên tay đó chính là chúng ta sẽ có một cái chiếc máy khá là chắc chắn và cầm khá là đầm tay. Ngay cả về cân nặng lẫn cách mà họ hoàn thiện những cái phần cạnh viền xung quanh của nó, cũng như là họ những cái chi tiết khác khá là chắc chắn và không có cái cảm giác nó ọp ẹp, và thậm chí là nó mang âm hưởng khá là nhiều của những cái chiếc máy cạnh cao cấp hay thậm chí là cao cấp nữa. Ở chi tiết hơn một xíu thì cái phiên bản mình đang cầm được là phiên bản màu tím, và Xiaomi họ gọi đó là tím tinh vân, Nebula Purple. Bên cạnh đó thì chúng ta còn sẽ có thêm phiên bản màu đen hay là phiên bản màu trắng nữa. Tuy nhiên thì cá nhân mình thích cái phiên bản màu tím này khá là nhiều, vì mình là người khá là chung thủy. Và anh em thấy đó, cái phiên bản màu tím này nó không có quá nhiều hiệu ứng chuyển màu, mà nó gần như là một phần màu tím được xử lý nằm bên dưới cái lớp kính cường lực Gorilla Glass 5 của cái chiếc Xiaomi Note 10 Lite này. Vì vậy thì ở những cái góc độ ánh sáng khác nhau thì nó kết hợp với lại cái việc là bo cong 2.5D ở những cái cạnh xung quanh nữa, thì chúng ta vẫn sẽ có những cái hiệu ứng màu khác nhau chứ nó không quá đặc. Và vì vậy thì cảm giác nhìn vào nó cũng cho mình cảm giác nó sang hơn rất là nhiều, và nó gợi nhớ lại cho mình tới những cái chiếc máy của HTC trước đây cũng có cách hoàn thiện tương tự như thế này. Cái phần khung viền xung quanh đó, nó cũng được làm khá là dễ chịu, cũng được bo cong và bo cong khá là mềm mại và tiếp giáp khá là mượt với lại những cái phần mặt lưng hay là mặt trước. Vậy nên là khi cầm vào thì sẽ khá là dễ chịu, và những cái phím bấm thì cũng cứng cáp chứ không có cái hiện tượng là bị xê dịch hay là sụp sạch gì đó, thì nó sẽ cho cảm giác nó không có dễ chịu lắm. Cái phần cạnh trên lẫn cái phần cạnh dưới thì sẽ được vác một cái đường vác như thế này. Và tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có những cái kết nối cơ bản như là cụm loa, cụm mic, một cái cổng USB Type-C hay là một cái cổng 3.5mm dành cho những cái chiếc tai nghe có dây, cho anh em nào vẫn còn xài những cái chiếc tai nghe đó. Và cái điểm đáng chú ý ở đây chính là cái phần cụm camera. Mặc dù là vẫn có cái thiết kế đặt dọc và ở một góc trên của máy như truyền thống bao đời của những cái chiếc điện thoại Android, nhưng mà với cái cụm camera của chiếc Note 10 Lite này thì nó đã được làm gần như là phẳng so với lại cái bề mặt lưng của máy. Khi mà chúng ta đặt trên bàn thì nó cũng sẽ không bị sụp sạch đi quá là nhiều. Trên đó thì chúng ta sẽ có lần lượt là 4 cái cụm camera cũng như là cái hệ thống đèn flash kép ở đây. Và khi mà đặt cái chiếc máy này nằm ngang ở cái trạng thái mà chúng ta đang chụp hình đó, thì cái dòng chữ Xiaomi lẫn cái cụm camera này nó sẽ cho chúng ta cái hình ảnh của một người đang cầm một chiếc máy ảnh du lịch khá là nhiều. Còn về chất lượng chụp ảnh thì có vẻ như là bọn mình sẽ test nhiều hơn để báo cáo với anh em sau. Và trở lại phần mặt trước thì chúng ta sẽ có cái màn hình với kích thước là 6,47 inch, có nghĩa là một cái kích thước rất là lớn, và đồng thời thì cái tỷ lệ của màn hình ở mặt trước cũng khá là nhiều. Vì vậy cho nên là mặc dù có thiết kế giọt nước ở phía trên đỉnh của màn hình như thế này, và đặc biệt là cái hai cạnh bên nó được bo cong kết hợp với lại cái phần viền trên và dưới nó khá là mỏng, vì vậy cho nên là cái cảm giác nó, cái màn hình nó rất là rộng, nhìn khá là thoải mái và dễ chịu. Chi tiết hơn một xíu thì chúng ta sẽ có những cái thông số như là màn hình Full HD cộng, hay là có hỗ trợ HDR10 cũng như là đạt được cái chứng chỉ TOV Green Gen cho cái màn hình này, thì nó sẽ giảm ánh sáng xanh, từ đó thì nó sẽ có lợi hơn cho mắt khi mà chúng ta nhìn vào trong thời gian dài. Về cấu hình thì chúng ta vẫn sẽ có trái tim là con chip Snapdragon 730G cũng như là 6GB hay là 128GB. Ngoài ra thì có cái phiên bản cao hơn nữa, tuy nhiên phiên bản mình mượn thì nó chỉ dừng lại ở 6GB và 128GB thôi. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khe SIM và không có hỗ trợ gắn cái thẻ micro SD. Về giao diện thì chiếc Mi Note 10 Lite này được chạy sẵn cái giao diện MIUI Global 11 với những cái cách thiết kế cũng khá là truyền thống và tiệm cận hơn khá nhiều đối với cách thiết kế của iPhone. Sâu hơn một chút về cái cụm camera thì chúng ta vẫn sẽ có lần lượt
từ những cái camera góc bình thường, camera góc siêu rộng, camera tele và một cái camera đo chiều sâu. Và điểm nhấn chính của cụm camera này đó chính là cái cảm biến chính với cái độ phân giải 64 megapixel, và cái cảm biến được sản xuất bởi Sony và cụ thể tên của nó là IMX686 thay vì cái cảm biến do Samsung sản xuất như trên cái chiếc Mi Note 10 không lai. Và điểm cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ có một cái viên pin với cái thứ rất là lớn, viên pin có dung lượng lên tới là 5260 mAh, đồng thời thì nó hỗ trợ sạc nhanh 30W. Và Xiaomi cho biết là với cái công suất sạc đó thì có thể sạc cho chiếc máy này từ 0 lên 100% chỉ trong vòng đâu đó hơn 60 phút một chút xíu. Và cái điểm này thì bọn mình sẽ dành thời gian cắt kỹ hơn và báo cáo với anh em sau. Cơ bản là vậy, đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em nhanh về cái chiếc Xiaomi Mi Note 10 Lite này. Một chiếc máy có màu tím rất là đẹp và rất là thích hợp với những người chung thủy như mình. Nhiều trải nghiệm hơn là nhiều hình ảnh hơn thì anh em có thể click vào link bên dưới đi xem. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên mạng xã hội tinh tế.vn và hẹn lại ngay những video khác.